Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì chúng ta đang học ở cái bộ sách toán 7 Trăn trở sáng tạo đúng không nào? Thì ở trong cái bài số 2 về các cái phép tính trên số hữu tỉ thì chúng ta được học về phép cộng và phép trừ của số hữu tỉ. Thì thực chất chúng ta cũng đã nắm được cũng các cái phép tính cũng như là các tính chất của về phần phân số thôi, cũng kể là về phần số nguyên thì nó tính giống y xì như vậy cho nó không khác gì cả. Phải nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 3, phần 4 và phần 5. Được chưa nào? Phần 3 đó chính là nhân hai số hữu tỉ, phần 4 đó chính là tính chất của phép nhân số hữu tỉ và phần 5 đó chính là phép chia số hữu tỉ. Thầy sẽ quay cho em trong clip hôm nay. Clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em ở phần bài tập nha. Tại vì cái khối lượng kiến thức của nó khá là dài nên không thể nào mà quay trên một clip thì nó rất là dài nha em. Chắc chắn là nếu cái bài này mà thầy quay cả lý thuyết và cả sách giáo khoa thì ở phần bài tập thì thầy nói với em là nó phải tầm 1 tiếng rưỡi, nó phải hết cả cái bài này, nên phải chia nhỏ ra để quay cho em để xem cho nó dễ. Ở trong danh sách phát thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các bài luôn em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 3 là phép nhân hai số hữu tỉ. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ trả lời cho em ở cái hoạt động 3 em nha. Hoạt động 3. Nhiệt độ đo được vào một buổi tối mùa đông tại Sapa. Sapa thì các em có biết không? Đây là một nơi ở vùng phía Bắc, vùng miền núi phía Bắc. Sapa thì thầy nghe cũng nói khung cảnh rất là đẹp, nhưng mà thầy cũng chưa có điều kiện một lần đến, nói chung là ở các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi thầy chưa đi lần nào các em. Khi nào có cơ hội thầy sẽ ra ngồi đó thầy chơi. Bạn nào ở Sapa ở ngoài Bắc thì đón thầy nha. Ok các em. Là âm 1,8 độ C, âm lên các em ha. Nhiệt độ buổi chiều hôm đó bằng 2/3 nhiệt độ buổi tối. Nghĩa là gì? Buổi tối này các em này, đây là buổi tối này, thầy đang tóm tắt cái đề bài nha. Buổi tối á, đây này, buổi tối thì nó sẽ là âm 1,8 độ C, nhiệt độ buổi chiều hôm đó bằng 2/3 nhiệt độ buổi tối. Hỏi nhiệt độ ở C3 buổi chiều hôm đó là bao nhiêu? Như vậy bản thân của nó buổi tối là âm 1,8 độ C, mà buổi chiều á, mục đích chúng ta không phải tính buổi tối mà tính buổi chiều. Nhiệt độ buổi chiều hôm đó bằng 2/3 nhiệt độ buổi tối thì chúng ta sẽ lấy là 2/3 nhân cho âm 1,8 thì nó sẽ ra cái nhiệt độ của buổi chiều. Hả nè. Vậy ở đây chúng ta giải này. Những cái bài toán mà thường có bằng chữ á, có lời giải thì thường thầy tóm tắt trước rồi thầy sẽ giải cho em xong, để em hiểu cái nội dung của cái bài đó chúng ta là giải như thế nào rồi nè ha. Thì ở đây chúng ta ghi thầy là nhiệt độ buổi chiều hôm đó là như vậy thì chúng ta sẽ lấy âm 1,8 nhân cho gì, 2/3. Thì ở đây chúng ta đang học về số hữu tỉ chứ không phải là học về số thập phần ở đây, nên chúng ta đưa để tính toán thì thầy khuyên em nên đưa cái thằng này này âm 1,8 thì về phân số, như vậy chúng ta đưa về âm 18 phần 10 nhân cho 2/3. Sau đó chúng ta sẽ rút gọn. Như vậy ở đây nếu chúng ta nhân thì chúng ta lấy âm 18 nhân cho 2 á, là bằng bao nhiêu em? Âm 18 nhân 2 là bằng âm 36. Âm 36 phần 30 ha. Thì em tính ra bên ngoài nhé, chúng ta lấy 36 chia 30 thì bằng 1,2, chứng tỏ bằng âm 1,2 độ C. Được chưa? Cái này chúng ta tính nhẩm được. Này, còn các bạn không tin á thì thầy sẽ bấm máy tính để kiểm chứng điều đó. Em lấy 36 chia cho 30 bằng 6/5 thì nó sẽ bằng 1,2 này. Còn bạn nào không có khả năng nhẩm giống như thầy á thì chúng ta tính giùm ngồi nhát giùm thầy nha. Ok. Rồi. Như vậy là nhiệt độ buổi chiều hôm đó là âm 1,2 độ C em nha. Thì cái phần này nó giống như mà cái câu hỏi khởi động ban đầu á, để thầy sẽ tính cho em sau cái phần lý thuyết thầy sẽ quay lại tính cái câu hỏi khởi động ban đầu các em nhé. Rồi về phần này, kiến thức trọng tâm các em ghi vào trong vở này này, cho hai số x y là số tỉ, ở đây x viết dưới dạng là a/b, dưới dạng phân số y c/d, thì để x nhân y thì chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, được chưa? Ok, rất là dễ luôn. Phần nhân chia thì lại dễ hơn cái phần cộng trừ các em. Cứ nhớ là để nhân nó giống như hai phân số thôi. Để nhân hai phân số thì chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, còn chia thì nhân nghịch đảo. Vậy thôi, nó rất là dễ. Ta đi sang ví dụ 3.
Ở ví dụ 3 này thì người ta tự giải em, ở đây là phân số người ta không được chạm này. Cái này là hỗn số người ta đưa về phân số này. Đây, từ này người ta đưa về là 7 phần 3, sau đó người ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Xong, ok. Ha. Thì chỗ này thầy nói luôn để em hiểu này. Thầy nói riêng cái này ngoài nháp nha, cái chỗ này này. Âm 3 nhân 7 trên cho 4 nhân 3 đúng không? Tại sao nó ra được ở chỗ này? Tại vì này, ở đây chúng ta thấy 3 với âm 3 với 3 đây chúng ta. Nghĩa là bạn nào không thấy ấy, thì chúng ta có thể là nhân là âm 3 nhân 7 đây bằng âm 21, 4 nhân 3 bằng 12, sau đó chúng ta lại chia cho 3 thì như vậy thì nó rất là phức tạp. Nên là ở đây chúng ta rút gọn cái thằng này luôn nè. Đây chúng ta hình dung này, rút gọn thằng này với thằng này này. Tại vì ở đây thầy làm nháp thầy giảng cho em dễ hiểu hơn ha. Như vậy ở đây chúng ta chia 3 thì cái này sẽ bằng âm 1 và cái này bằng 1. Nhưng mà các em lấy 7 nhân âm 1 thì bằng âm 7 này, 4 nhân 1 là bằng bằng 4. Tại sao nó ra được kết quả như thế này? Tại vì nó rút gọn. Ha nè. Từ nay về sau thì chúng ta làm á thì chúng ta nó sẽ xảy ra như vậy nha. Ví dụ ở câu B ở đây âm 1,25 thì người ta đưa về này, rồi đưa về tới tới đây đúng không? Thì âm 125 phần 100 ở đây chúng ta chia cho 25, đây chia cho 25 thì nó ra được là âm 5 phần 4 nhân cho 3 phần 5, ở đây âm đúng không nào? Như vậy ở đây nó ra là âm 5 nhân âm 3 trên 4 nhân 5. Cái chỗ này nè, âm với âm chúng ta có thể viết thành dương luôn cũng được không? Thì đây em thấy này, số 5 với 5 này được nè, thì chỗ đây nó sẽ là âm 1 này, thì chỗ đây sẽ là 1. Như vậy âm 1 nhân cho âm 3, âm 1 nhân âm 3 thì bằng 3 này, 4 nhân 1 ở đây là bằng 4 này, nhưng mà kết quả bằng 3 phần 4. Chứ chúng ta đừng có nhân là lấy âm 3 nhân âm 5 nhân âm 3 là bằng 15. Một số bạn nhân chỗ đây là bằng 15 phần 20. 15 phần 20 thì chúng ta vẫn rút gọn được 3 phần 4 là vẫn đúng. Nhưng trong quá trình tính toán thì chúng ta thấy được là người ta rút gọn luôn. Ở trên cái phép nhân là người ta cho phép để chúng ta rút gọn luôn ở chỗ đó luôn. Em hiểu chưa này? Ok. Vậy đó. Rồi, ta tiếp tục. Ví dụ 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 25,8 m, chiều dài bằng 2/3 chiều rộng. À, thầy nói 3/2. Thì để tính cái chu vi á, thầy nói để tính ở đây người ta yêu cầu là tính diện tích. Nhà diện tích hình chữ nhật là bằng dài nhân cho rộng. Như vậy ở đây chiều rộng, rộng chúng ta đã có rồi nè, bằng 25,8 này. 25,8 này. Còn dài á thì nó nói là bằng 3/2 chiều rộng, nghĩa là em lấy 3/2 nhân cho 25,8. Cái bài này y xì là cái phần khởi động á game của hai tầng á. Chúng ta lấy tầng 1 tính tầng 2 nữa là lấy hai để cộng lại, y xì như vậy thôi. Hiểu chưa? Đấy, tính chiều dài này. Đấy. Diện tích này lấy hai này nhân lại với nhau, xong. Hiểu chưa nào? Bài này rất là dễ. Hay là ví dụ cái bài này nhưng mà người ta yêu cầu là tính chu vi của khu vườn đó, thì chu vi, nhớ chu vi của hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật là bằng dài cộng rộng nhân cái gì? Nhân 2. Nhớ công thức của hình chữ nhật nha. Chu vi của hình chữ nhật là bằng dài cộng rộng nhân 2, còn diện tích là bằng dài nhân rộng. Ok. Chỉ cần biết hai cạnh của nó là ra thôi. Thì bây giờ thầy sẽ làm cho em ở cái phần thực hành 4 nha. Rồi. Ta đi sang thực hành 4 em. Những phần này thì khi mà xem trước bài giải của thầy thì chúng ta nên làm trước hết đi nha. Chúng ta tải những cái file ở trên mạng, hoặc là nếu các em có sách á, là các em làm từ đầu tới cuối như vậy, từ cái phần hoạt động khởi động tới các cái hoạt động rồi tới phần bài tập làm hết đi. Sau đó mới mở video thầy xem. Chứ đừng có xem video thầy trước. Cái hiểu nào, ví dụ cái tập phần thực hành 4 này là các em tự làm trước được hay không? Từ khi mà các em làm không được thì các em mới xem. Chứ làm được á thì phải mở video thầy lên để đối chiếu kết quả cách trình bày của thầy, thì khi đó chúng ta học như thế mới tiến bộ được. Thầy luôn luôn nhắc nhở các em quý phụ huynh như vậy. Đừng có để cho con em mình nó xem trước thì nó sẽ không phát triển về tư duy. Được chưa nào? Ta đi sang là câu A này. Âm 3,5 đây số thập phân đúng không? Cái này là gì? Đây chính là hỗn số nè. Thì để tính cái này á thì chúng ta đưa số thập phân này về phân số. Như vậy đây là từ dấu phẩy này này. Các em thấy nè. Từ dấu phẩy này có mấy chữ số thập phân? Có một chữ số thập phân thì chúng ta nhân cho 10. Như vậy trở thành là âm 35 phần 10 đúng không? Nhân ở đây là hỗn số, thì cách hỗn số đưa về phân số thì hôm trước các clip trước thầy đã nói rồi. Thầy không nói nữa. Công thức đã có rồi đúng không nào? Các em lấy 1 nhân 5. 1 nhân 5 cộng 3. 1 nhân 5 thì bằng 5 cộng 3 là bằng 8/5 đúng không nào? 8/5. Thì ở đây á, bạn nào không thấy á thì chúng ta nhân vô, nhưng ở đây nãy thầy nói rồi, ta rút gọn luôn. Không? Âm 35 phần 10 ở đây chúng ta chia 5, đây chia 5 thì rút gọn trở thành là âm 7 phần 5 nhân ở đây cho 8/5.
À thì nó đây chia năm đi, đây hai chứ, chia cho năm mà cái miệng nói chia năm mà lại viết số năm luôn ha. Ở đây chia năm là bằng rồi hai, ở đây mấy số năm đúng nè. Như vậy ở đây này chúng ta sẽ rút gọn này, 82 này em thấy, 82 này, ở đây chia 2, ở đây chia 2 chứng tỏ thằng này bằng 4. Ở đây bằng 4 thì chứng tỏ âm 7 nhân 4 là bằng âm 20, âm 28. Số 2 này nãy chúng ta rút gọn với số 8 này, như vậy chứng tỏ đây là số 1, 1 nhân 5 là bằng 5. Như vậy nó ra được là âm 28 phần 5. Đây là tối giản luôn em nha. Câu B. Âm 5 phần 9 nhân cho âm 2 1 phần 2. Ở đây các em muốn sử dụng máy tính các em kiểm tra xem thử kết quả của thầy làm đúng hay không. Chúng ta có thể bấm kết quả ban đầu luôn này, nhìn này. Bấm số thập phân luôn nha. Âm này, âm chỗ đây, âm này. 3,5 này. Các em thấy không? Âm 3,5 này, nhân này, phép nhân đây. Ở đây chúng ta nhân với hỗn số ở đây này, thấy không nào? 1 3 phần 5, cái mở ngoặc ở đây. Chúng ta bấm shift. Bấm cái này để gọi hỗn số ra nè, đó thấy chưa? Bấm 1 này. Cuộn ở đây, qua phía bên đây cuộn lên đây này. 3 xuống đây. 5 rồi qua bên đây đóng ngoặc lại rồi bằng. Thấy chưa? Có máy tính để làm gì? Mục đích của thầy có máy tính để kiểm tra, đối chiếu kết quả, nhưng trong quá trình thực hiện chúng ta phải làm và biến đổi, chứ không phải đùng một cái ghi là âm 28 phần 5 từ khi nào? Từ khi em làm trắc nghiệm. Các em hiểu không? Đấy. Như vậy trên kênh của thầy thì nó đã có sẵn cái chuỗi clip về hướng dẫn về casino casio nhưng mà casino đâu nha. Nói đùa là nói casino nhưng mà nếu casino quấn bài mất, không được quấn bài bạc đờ đớm luôn các em nha, không tốt. Ghiền đề thì ra đề ở thôi các em. Rồi nhân ở đây là âm đúng không, âm thì ghi âm ở đây. 2 nhân 2 bằng 4 cộng 1 đây là 5 phần, 5 phần 2. Như vậy thì ở đây em thấy rằng là gì nè, như vậy ở đây chúng ta hai phân số này đã tối giản rồi thì chúng ta không cần rút gọn nữa. Như vậy các em lấy âm 5 nhân cho âm 5, âm nhân âm ra dương, 5 nhân 5 là bằng 25, 9 nhân 2 là bằng 10, 18 xong, 25 phần 18 nha. Rồi ok xong, bây giờ chúng ta đi sang ở phần 4 các em nha. Phần 4, phần 4 của chúng ta đó chính là tính chất của phép nhân số hữu tỉ. Thì tính chất thì chúng ta cũng đã cũng có một số tính chất, trong đó có một tính chất rất quan trọng mà chúng ta cần phải nắm này, cái tính chất này này, a nhân b cộng a nhân c. Nếu ở đây có a chung thì chúng ta đặt a ra chung thì bên trong còn lại là b cộng c ha. Nếu ở đây cộng thì chúng ta viết đây là cộng, còn đây nếu đây là trừ thì chỗ đây chúng ta viết đây là trừ. Nhớ lại tính chất này rất quan trọng, tính chất phân phối này em, của phép nhân đối với phép cộng. Phải nào? Còn tính chất giao hoán kết hợp các kiểu thì chúng ta quá biết rồi, hay là tính chất nhân với số 1. Khi mà nhân với số 1 thì bằng chính nó. Nhớ nha. Đấy, bây giờ chúng ta đi sang cái hoạt động 4 này. Câu A. Ở đây cho biểu thức M này, hãy tính giá trị của M theo hai cách. Câu A thực hiện tính nhân rồi cộng hai kết quả, nghĩa là gì? Ở cái câu A này người ta yêu cầu các em là thực hiện cái tích ở chỗ đây, nghĩa là lấy 1/7 nhân cho âm 5/8 cộng 1/7 nhân nhân ở hai vị trí này, sau đó chúng ta cộng lại nha. M này. Bây giờ cái đề chúng ta ghi lại này, bây giờ thầy thực hiện phép nhân luôn nha. Lấy 1 nhân âm 5 là bằng âm 5, 7 nhân 8 là bằng 56 cộng 1 nhân ở đây cho âm đây là âm 11. 1 nhân âm 11 phải không? 7 nhân 5 là bằng 7 nhân 8 là bằng 56, đúng chưa? Ở đây có 56 là mẫu chung. Ta đặt 56 lấy âm 5 cộng ở đây cho âm 11. Như vậy ở đây kết quả ở đây là bằng âm 16 phần 56. Ở đây chúng ta rút gọn được em. Ở đây chúng ta chia máy nè. Theo đố em chia máy. 16 với 56 thì chúng ta chia máy chia cho 8 đúng không? Ở đây chúng ta chia 8, ở đây chia 8 thì âm 16 chia 8 là bằng âm 2. 56 chia 8 là bằng 7. Như vậy kết quả ở đây bằng 2/7. Bây giờ thực hiện đấy là cái cách 1. Cách 2 này, áp dụng tính chất phân phối phép nhân đối với cộng thì chúng ta áp dụng thành công thức này. Nghĩa là ở đây chúng ta phát hiện có cái gì chung, có 1/7 chung là giống nhau, như vậy biểu thị nó chính là A ở đây. Đúng nào, khi đó chúng ta sẽ đặt A ra chung, nghĩa là đặt 1/7 ra chung. Như vậy M bằng này, chúng ta đặt 1/7 ra chung, bên trong còn lại là âm 5/8 cộng cho gì? Âm 11/8. Như vậy ở đây nó có ngoặc tròn nên bên ngoài thầy sẽ mở ngoặc vuông cho ra ha. Ở đây là âm 5/8
cộng ở đây là âm 11 phần 8. Nó thực hiện các bước nó phải đúng như vậy các em nha. Cờ kẻ giống ngọt, cứ bên trong có ngọt tròn thì bên ngoài người ta sẽ mở ngọt vuông. Vậy thôi. Như vậy M sẽ bằng 1 phần 7 nhân. Bây giờ ở đây nó cùng mẫu 8 này, nó cùng mẫu 8 thì người ta cộng lại. Như vậy ở đây thì nó ra được là đây là 8 này. Ta lấy âm 5 cộng cho âm 11 thì ra được là âm 10, âm 16. Âm 16 như vậy M này sẽ bằng là 1 phần 7 này. Âm 16 chia 8 là bằng âm 2. Nhưng mà kết quả chúng ta nhân, lấy âm 2 nhân 1 là bằng âm 2 phần. Như vậy chúng ta làm hai cách thì cách nào nó cũng ra được, đó chính là kết quả là bằng âm 2 phần phần 7. Hiểu chưa? Nhớ là làm 10 cách cũng vậy thôi, nhưng mà nhớ là nó ra được là một kết quả nha, chứ không phải 10 cách là ra 10 kết quả là thôi toàn á ha. Vậy đó. Rồi như vậy thì về phần kiến thức còn nhớ, kem ghi này chỗ này nó có những tính chất gì, giống xung nguyên là giao hoán này, kết hợp này. Giao hoán nghĩa là hoán đổi vị trí này, kết hợp nghĩa là nhóm này. Nhân với số 1 là bằng chính nó này. Tính chất phân phối của phép nhân đối với cộng thì nãy thầy đã làm cho em rồi. Ok, những cái tính chất này quá dễ nha. Ví dụ nhân số 1 thì chúng ta có A nhân 1 thì chắc chắn bằng A nè. Giao hoán kết hợp, ví dụ giao hoán là A cộng B, A nhân cho B thì nó bằng B nhân A. Đó. Kết hợp ví dụ như A nhân B nhân C thì đây chúng ta kết hợp trở thành một nhóm là trở thành A nhân C rồi nhân B ở đây. Ví dụ thế. Hiểu chưa? Cái tính chất thì viết lại như vậy để chúng ta dễ hình dung. Ta đi sang ở trang 14 em nha. Ta đi sang ví dụ 5, tính một cách hợp lý. Thì ở đây này, các em thấy này. Ở câu A, các em quan sát này, khi mà chúng ta tính ấy, nếu bạn nào không thấy thì cứ nhân vô, lấy tử nhân hết vô đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nhóm này. Lấy thằng này nhân với thằng này, tại vì hai thằng này là hai thằng gì nghịch đảo của nhau, nên là tích của hai thằng này là nhân lại với nhau là bằng 1 này. Được chưa? Lấy thằng này với thằng này một nhóm. Thấy chưa nào? Người ta nhóm này. Thấy nhóm không? Hai thằng này nhân với nhau nó sẽ bằng 1, tại vì nó chính là hai số nghịch đảo của nhau. Lấy này nhân này thì các em thấy âm 24 chia cho 8 này. Lấy âm 24 chia 8 là bằng mấy? Bằng âm 3. Lấy âm 3 nhân 7 là bằng âm 21. Đây. Tại sao rằng âm 21? Được chưa nào? Còn ở câu B. Câu B các em nhìn nè. Thấy nè. Ở đây nhân cho 1, 1 phần 6. Như vậy thì để mà làm được cái này á thì chúng ta sẽ tính như thế nào nhỉ? Có phải chúng ta sẽ tính ở trong ngoặc này. Ở đây chúng ta sẽ tính trong ngoặc này trở thành một một kết quả. Sau đó chúng ta lấy 46 nhân cho 116 thì cái này 1 nhân 6 là bằng 6 cộng 1 là 7, 7 phần 6 đúng không? 7 phần 6. Đây. Ở đây người ta lại tính theo kiểu phân phối. Láng này nhân vô đây, láng này nhân vô đây và láng này nhân vô đây. Chỗ này thầy nói một xíu này. Chỗ này để thầy viết cái công thức để chúng ta hình dễ hình dung này. Ta có A nhân cho B cộng C trừ D đây. Nào. Hồi nãy thầy chỉ cái em bước đặt ra chung thì bây giờ nó ngược trở lại, lấy A nhân vô đây để bỏ ngoặc này, lấy A nhân cho C và lấy A nhân cho D. Như vậy thì chúng ta muốn bỏ ngoặc này thì chúng ta lấy A nhân B. Không, cộng cho cộng này, phép cộng vô đây, các em thấy phép cộng đây không? Ghi cộng ở đây. Lấy A nhân C này. Ở đây phép trừ, ghi chỗ này phép trừ, lấy A nhân D. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ áp dụng đối với cái anh này. À, nhân phân phối vô, lấy này nhân vô đây, lấy này nhân vô đây và lấy này nhân vô đây. Được không? 1 à 1 phần 6 thì đó. Rồi ok. Được em. Thì kết quả ở đây bằng này. Và chúng ta nhân lại với nhau là bằng âm 21. Xong. Giờ thầy sẽ làm cho em cái phần thực hành 5 em nha. Thực hành 5 thì phần vận dụng 2 thì giải cái bài toán của cái hoạt động khởi động luôn ha. Rồi thực hành 5. Thực hành 5 câu A, người ta yêu cầu tính A. Ở đây cái đề em ghi lại giùm thầy nha. Thầy tiết kiệm thời gian một xíu để mà thầy quay còn quay nhiều nữa các em. Ở đây thì cái đề em ghi lại, các em quan sát giùm thầy này. Các em thấy 5 phần 11 này, 5 phần 1 ở đây 11 phần 5 đây chính là hai phần số nghịch đảo, hai này một nhóm này. Như vậy thì đây ta có 5 phần 11 nhân cho 11 phần 5. Hai này là bằng 1 này, nhân ở đây có ngọt ngọt tròn thì thầy mở ngọt vuông, lấy hai này một nhóm ha. Lấy âm 3 phần 23. Đúng không? Nhân ở đây với lại là âm 4,6. Rồi. Hai này nhân với nhau là bằng mấy? Bằng 1. Có phải 5 với 5 rút gọn này, 11 11 rút gọn này. Đúng chưa? Như vậy bằng 1, chứ không phải bằng 0 nữa nha. Tiếp tục, lấy thằng này
thằng này chia thằng này, thằng này chia thằng này thì nó bằng bao nhiêu? Nếu như mà 46 á, à, ở đây là 4,6, 4,6, à, chứng tỏ này, nếu chúng ta nhân nhân vô lại khoảng còn nhân em rút gọn luôn đi, âm nhân âm đây ra dương, lấy 4,6 chia cho 23 thì bằng 0,5, 0,5 nghĩa là bằng 1/2, chứng tỏ là tin tử là bằng mấy? Bằng 3 nhân cho mấy, à, chia cho mấy, chia cho em 1/5 đúng không nào, 1/5 như vậy chia cho đây là số 5 đúng không nào. Còn cái em không không biết á thì em lấy 3 nhân cho 4,6 rồi chia cho 23, ở đây chính là 46/10. Cái chỗ này thầy làm cái hơi nhanh không nhỉ, 1 hay là thầy sẽ làm chậm? Ở đây thầy vẫn biết là âm 3 đi, âm 3 phần 23 chỗ đây đi, chờ làm nhanh quá các em lại không hiểu ha. Chỗ đây thầy viết trở thành là âm 46/10 đi, cho nó khỏi khúc mắc, cho không này bảo thầy giải nhanh quá không biết tại sao chỗ đấy ra bằng âm ra 3/5 nữa ha. Như vậy ở đây người ta thấy nè, 46 với 23 ở đây bằng 1, ở đây bằng mấy? Ở đây bằng 1 thì ở đây bằng 2 đúng nhờ, 2 mà chỗ đây 10, 2 với 10 rút gọn trở thành là 1/5, chứng tỏ ở đây là bằng 3/5, chứng tỏ 1 nhân 3/5 thì bằng 3/5 vậy thôi đó. Toán rồi em, chúng ta cũng phải tính nhẩm ở trong đầu một xíu. Cô B, B bằng, như vậy cái đề chúng ta sẽ tự tự viết lại. Ở đây các em để ý thầy có cái gì chung này, có 13 này, có 13/25 này. Các em thấy 13/25 đây, có 13/25 không? Chúng ta bước đầu tiên ta sẽ đặt 13/25 ra chung mở ngoặc ra. Ở đây có là gì? Âm 7/9 này, đây dấu trừ này, dấu trừ này, thấy dấu trừ ở đây không? Thầy nhấn mạnh đây là dấu trừ này, nên chỗ đây là dấu trừ này. Chứ nếu chỗ đây là dấu cộng thì chỗ đây người ta phải ghi đây chính là dấu cộng, hiểu chưa nào? 2/9. Rồi, ok. B bằng 13/25. Ở đây em thấy không? 9 có cùng mẫu 9 này. Như vậy âm 7 trừ âm 2 ở đây trở thành là âm 9/9 này. Đúng không? Như vậy bằng 13/25, âm 9/9 nhân ra âm 1. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là âm 13/25. Được chưa? Ok. Rồi, âm 13/25 xong. Thực hành 5, bây giờ chúng ta đi sang vận dụng 2 để chúng ta giải cái bài toán về tầng hầm á. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại giùm thầy cái trang đầu tiên nè. Cho thầy lọc lại. Đây. Thì cái này thầy đã giải, đã mô tả rồi. Thôi nè, mô tả rồi. Đây. Ta giải lại cái phần hoạt động này nha. Một tòa nhà cao tầng có 2 tầng hầm. Tầng hầm B1 có chiều dài là 2,7 m. Như vậy B1 là 2,7 đúng không? Tính tầng hầm B2 có chiều dài cao bằng 4/3 tầng hầm B1, chứng tỏ chúng ta phải tính giùm thầy chiều cao của tầng hầm B2. Sau khi có tầng hầm B2 xong, được bằng bao nhiêu đó chúng ta cộng với tầng hầm B1 là ra của hai tầng hầm so với mặt đất. Đúng nè. Như vậy giải này. Bước đầu tiên chúng ta tính giùm thầy cái chiều cao tầng hầm B2 là, đúng không nào, tầng hầm B2 là như vậy thì ở đây nó bằng 4/3 so với chiều cao tầng hầm B1, mà B1 ở đây là 2,7. Như vậy 4/3 nhân ở đây 2,7 thì người ta tính bằng 27/10 đúng không, 27/10 thì ở đây em thấy rằng là 27 ở đây là 1, ở đây là còn 9 này, đúng chưa? 9 ở đây là 2 này, là 5 này. Như vậy đây 2 nhân 9 là bằng 18 này. Ở đây còn 5, 18/5. 18/5, bây giờ các em tính rồi nhát cho thầy luôn đi. Các em tính cho thầy 18/5 nghĩa là bằng mấy? 18 chia 5 là bằng 3,6. 3,6 mét nha. Tính ra số thập phân luôn, 3,6 mét. Bây giờ chúng ta tính vậy cái chiều cao tầng hầm, nghĩa là tổng chiều cao tầng hầm của B1 và B2 đấy, của tòa nhà so với
mặt đất là như vậy thì chúng ta sẽ lấy B1 là 2,7 cộng lên cho 3,6. 6 cộng 7 là bằng 13, với 3 nhớ 1 2 cộng 3 5 1 nữa 6,3 mét. Đây cái này tính nhẩm được. Ok, tại vì số thập phân cộng trừ số thập phân chúng ta được học rồi ở chương trình lớp 6 rồi. Chứ không phải là chưa học, đúng chưa? Em thấy rõ không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo là sang phần phép chia nha, phép chia. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 5 là chia hai số hữu tỉ. Chúng ta đi sang hoạt động 5 nha. Cái hệ thống câu hỏi nó khá là nhiều nên nó quay một clip nó gần như là phải nửa tiếng đồng hồ mà nó gọi là rất là dài nha. Mà không thể bỏ được, không thể bỏ được em. Những câu hỏi này là những câu hỏi mà giáo viên sẽ đặt cho các em ở trên lớp, nên chắc chắn là sẽ gọi các em lên trên bảng để trình bày và làm. Nên thầy nghĩ chúng ta xem và học trước ở trong hè là một cái lợi thế rất lớn của các em. Chúng ta chủ động được em, chủ động được cái lượng kiến thức của mình, chứ đừng mà để bao giờ để bị động em nhé. Số xe máy của một cửa hàng bán được trong tháng 9. Ở đây nè, tháng 9 nè. Bán được là 324 chiếc. Và bằng 3/2. Và bằng 3/2 số xe máy bán được trong tháng 8. Tính số xe máy của cửa hàng đã bán trong tháng 8. Được nào? Như vậy để tính được số xe máy của cửa hàng đã bán được trong tháng 8 thì chúng ta sẽ lấy gì? Thì em ta lấy là 324 này. Chúng ta chia cho mấy em? Chia cho 3/2 thì ra được tháng. Tháng gì? Tháng 8, đúng không nào? Ta giải này. Như vậy thì cái số xe máy cửa hàng đã bán trong tháng 8 là, thì các em lấy 324 chia cho gì? 3/2. Nhớ chia thì chúng ta học về phân số chúng ta biết rồi, nó sẽ là nhân nghịch đảo, đúng không nào? Trở thành là 2/3. Nghịch đảo của thằng này 3/2 thì nghịch đảo của nó lại là 2/3. Như vậy khi đó chúng ta lấy 324 nhân cho 2/3 bằng, như vậy nó sẽ là 216 chiếc, được chưa nào? Còn nếu như các em không thích bấm như này á thì chúng ta bấm trực tiếp luôn 324 chia này, phép chia đây. Đây chia cho 3/2. Cái việc bấm máy tính nó rất là quan trọng nên cứ tới đâu thì thầy sẽ chỉ các em tới đó. Khi mà chúng ta hoàn thành cái chương trình là các em nắm từ A tới Z luôn ha. Còn các bạn nào muốn biết trước thì chúng ta lên trên kênh của thầy để các em học mà các cái kỹ năng bấm máy tính Casio nha các em nha. 580 216 chiếc em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Như vậy thì ở đây này, cho x y là hai số hữu tỉ, viết dưới dạng này. Nhớ nhân chia này thì viết trở thành nhân nghịch đảo. Nhớ là A phần B thì nghịch đảo của nó sẽ là B phần A, nghĩa là tích của hai này nhân lại với nhau nhớ là bằng 1. Hai thằng nghịch đảo thì tích với nhau là bằng 1, còn hai thằng đối nhau á, nhớ là A là số đối của âm A thì hai này tổng là bằng mấy? Bằng 0. Nhớ thì phân biệt giữa đây là số đối này, đây là số nghịch đảo là đối này. Đây là nghịch đảo này. Hãy nhớ trong đầu như vậy. Nhớ nha. Khác nhau hoàn toàn là cho chả cái gì giống nhau vậy nghe. Giờ cái ví dụ 6. Ví dụ 6 thì ở đây quá dễ, thầy nói nhanh luôn nha. 5/9 chia, cái này chia thì nhân nghịch đảo trở thành là, ở đây là -2/3 thì nghịch đảo trở thành là -3/2. Đây. Còn quy tắc về dấu, còn quy tắc về dấu thì thầy nhắc là nhanh lại cho em nhớ này. Nhớ dương nhân với dương á thì ra dương, nhớ giùm cái. Dương nhân cho âm thì ra âm, nhưng mà âm nhân cho âm nhớ thì ra dương. Nhớ ngay nha. Nhớ giùm. Cái phần này ở lớp 6 số nguyên là thầy đã nói cho em rồi. Được chưa nào? Còn cái này, số thập phân đưa về phân số trở thành là -35/10 này. Chia ghi lại chia, cái này hỗn số đưa về phân số sau đó nhân nghịch đảo lên. Rút gọn cho tới tối giản là ra.
Ok, chúng ta sẽ phần tiếp theo nha. Ba nội dung chúng ta cần phải làm được em. Thực hành 6, thực hành 7, vận dụng 3. Khá là dài ha. Nó phải trên 30 phút. Thì giờ tới đâu hay tới đó thôi. Giờ mà quay ngắn quá các em cũng la. Mà quay nhiều thầy cũng sợ các em xem nhiều quá các em cũng mệt. Thôi cứ tới đâu hay tới đó nha. Chúng ta đi sang thực hành 6. Ta sang thực hành 6 em. Tính câu A 14 phần 15 chia cho âm 7 phần 5. Bài này rất rất dễ rồi. Chia thì nhân nghịch đảo thôi. 14 phần 15 ghi lại. Cái phân số mà đứng đầu là không có thay đổi gì các em. Ghi lại chứ không có đảo được gì nha. Chia thì trở thành nhân này. Nhân bây giờ mình đảo này. Trở thành là gì các em? Âm 5 phần âm 5 phần 7. Đúng không? Bây giờ nói về dấu này. Ở đây người ta không ghi nghĩa là dương. Dương nhân âm này. Dương nhân cho âm thì ra âm cái đã này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn này. 14 với 7 này thì cái thằng này còn lại là 2, thằng này là còn lại là 1, đúng không? Đây là 2, đây 1 này. 5 với 15 thì đây là 1 và đây là 3 này. Như vậy hồi nãy ở chỗ đây là mấy? 2 này. 2, 2 nhân cho mấy? 2 nhân cho đây là 1 là bằng 2 này. Hồi nãy đây mấy? Đây 3 đúng không? 3 nhân cho 1 bằng 3, như vậy kết quả bằng âm 2/3. Xong. Vậy thôi. Hiểu không? Hiểu, đúng không nào? Tiếp tục ở đây câu B âm 22 phần 5 chia cho âm 0,32 thì ở đây em thấy đây chính là gì, hỗn số, đây là số thập phân, đưa hỗn số này về gì phân số, đưa số thập phân về phân số rồi tính vậy thôi. Nhưng mà thì ở đây âm thì ghi âm ở đây, mở ngoặc ra 2 nhân 5 bằng 10, 2 nhân 5 bằng 10 cộng 2 là bằng 12 phần phần 5. Chia ghi lại cái đã, bình tĩnh ha. Âm cũng ghi lại âm ở đây giùm thầy đi. 0,32 thì nó ra được là 32/100. Thầy làm nhanh thì sợ các em lại không hiểu. Mà làm chậm thì các em lại bảo thầy sao mà làm quá chậm đi. Không đúng tiến độ thì cũng mệt, cũng kinh. Không biết sống sao cho nó vừa nên là thầy cứ làm theo cách của thầy thôi. Ha. Ở đây cứ để đây, tí nữa thầy rút gọn rồi chia xong. Ở đây âm cứ để đây, ở đây chúng ta rút gọn, chia cho bao nhiêu này? Ở đây chúng ta sẽ chia cho 4. Đúng không? Chia 4. Ở đây chia 4, đây chia 4 thì 32 chia 4 là bằng 8, đây phần 25. Rồi, bây giờ mình nhân nghịch đảo này. Âm 12 phần 5 để đó, nhân ở đây. Trở thành là âm 25 phần ở đây phần 8 đúng không? Đúng chưa? Như vậy ở đây nó sẽ bằng. Nhớ này, nhân về dấu này. Rồi, bây giờ ngoặc đây luôn đây. Âm nhân này, âm nhân âm này thì ra dương, chỗ đây chúng ta không ghi dấu âm nữa. Đây này, âm nhân âm thì ra dương, chỗ đây dấu dương không bằng nhân nữa. Bây giờ chúng ta rút gọn này. 12 với 8 ở đây chúng ta chia cho mấy? Ở đây chia 4 thì đây còn 3, đây 2 ha. Đây 3, đây 2 nhóm này như vậy. 5 với 25 thì đây 1. 1 ở đây là mấy? 5. Như vậy hồi nãy chỗ đây là mấy? 3. 3 với 5, 3 với 5 thì bằng 15. Ở đây 1 với 2 là bằng 2. 15 phần 2 xong. Hiểu chưa? Rồi, còn bạn nào mà không biết không nhanh như thầy nữa thì game lấy 12 nhân 25, 5 nhân 8 sau đó chúng ta rút gọn chia ra cho thầy thì nó vẫn ra. Xong phần thực hành 6. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái phần ví dụ. Ở phần chú ý thua một phép chia số hữu tỉ x. Rồi, gọi là tỷ số, nhưng là tỷ số chia cũng là nghĩa là A chia cho B thì gọi là tỷ số của A và B. Thì x và y cũng vậy, tỷ số x phần y hoặc là hay là x chia y thì đó chính là, nhớ thầy hai từ đó chính là tỷ số. Tỷ số cũng chính là thể hiện là phép chia. Ghi giùm thầy phần chú ý này vào vở nha. Về phần ví dụ, đây người ta yêu cầu là tỷ số của hai số. Đây được viết. Ok, bây giờ sang thực hành 7 luôn. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng là 15/4m, chiều dài là 27/5m. Tính tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng căn phòng đó. Chiều dài, chiều rộng thì em người ta yêu cầu là chiều dài và chiều rộng thì chúng ta lấy chiều dài chia chiều rộng. Còn nếu đề bài này người ta yêu cầu là chiều rộng và chiều dài thì chúng ta lấy chiều rộng chia cho chiều dài. Hiểu nè, hiểu không? Nhưng mà thì ở đây em ghi thầy là cái tỷ số giữa
chiều dài. Nhớ chiều dài thì chúng ta phải lấy chiều dài chúng ta, chiều dài và chiều rộng của căn phòng là như vậy. Thì chiều dài và chiều rộng, chiều dài chúng ta là gì? 27/5 chia chiều rộng là gì? 15/4. Ok, như vậy nó bằng 27/5 chia nhân nghịch đảo trở thành là 4/4 mấy? 4/15. Ở đây chúng ta rút gọn được ở chỗ này, 27 với 15 thì chúng ta chia mấy? Chia cho 3 đúng không? Ở đây chia 3 thì bằng 9 này. Ở đây chia cho 3 là bằng mấy? Bằng 5. Ở đây 9 nhân 4 là bằng 36. 5 nhân cho, ở đây cho bằng mấy? Cho 5 hả? 5 nhân 5 bằng 25. Là 36/25. Hiểu không? Còn nếu như cái đề bài này người ta thay lại tỷ số giữa chiều rộng và chiều dài, thì chiều rộng và chiều dài thì em sẽ lấy là 15/4 chia cho 27/5. Nhớ nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái câu cuối cùng là phần vận dụng 3. Nữa là xong ha, gần 40 phút rồi các em ơi. Phải dài không? Dài cũng chịu thôi nha, lỡ quay rồi mà. Quay cho hết luôn chơi, giờ chẳng lẽ tới đây dừng, đâu có được. À, 1 kho có 45 tấn gạo. Bây giờ cứ coi cái kho này là hình tròn đây. Cả cái kho này là tổng ở đây là 45 tấn. Nó chiếm là 100% này. Đúng nào. Người quản lý kho đã xuất 1/3 số gạo để cứu trợ đồng bào bão lụt. Bây giờ cái kho này chia là mấy phần? 3 phần. 1 phần này. Đây, 1 phần, 2 phần, 3 phần đúng không? Bây giờ chỗ này là 1/3 cứu trợ bão lụt đi. Như vậy thì để mà tính cái số gạo cứu trợ này có phải là lấy 45 tấn nhân cho 1/3 ở đây không? Chứng tỏ là cứu trợ là mấy tấn? 15 tấn đúng chưa? 15 tấn này, cứu trợ bão lụt á. Đây bão lụt này. Thầy đang tóm tắt cái đề bài nghe em. Bão lụt. Sau đó bán đi 72/5 tấn. Sau đó bán đi 72/5 tấn. Nghĩa là sẽ bán đi là bao nhiêu tấn này? Bán đi là chúng ta đưa ra cái thằng này 72/5. Thì 7 x 5 bằng 35. 35 cộng cho đây là 37/5. Chúng ta chia ra, lấy 37 chia cho 5 là bằng 7,4 tấn. 7,4 tấn. Cái này là bán này, này là bán đi này, đây là bán này nha, đây cứu trợ này. Mình nhìn ở đây, cuối cùng nhập thêm 8 tấn nữa. Nhập nghĩa là cộng vô. Như vậy trừ là lấy cái tổng số gạo này này, chứng tỏ là lấy 45 tấn ban đầu này. Tính số gạo còn lại trong kho, tính số gạo còn lại trong kho, lấy cái tổng ban đầu này trừ đi cho cái thằng bão lụt này, ủng hộ bão lụt này, rồi bán đi này, nhưng mà sau đó là nhập vô 8 tấn. Tính thầy cái phép tính này là xì ra được số gạo còn lại trong kho, đúng chưa? Như vậy thì bây giờ này chúng ta sẽ giải này, giải như vậy thì ở đây chúng ta có là đầu tiên chúng ta sẽ tính cho thầy cái số gạo đã cứu trợ bão lụt trước, số gạo đã xuất đi để cứu trợ đồng bào bị bão lụt là như vậy. Thì ở đây là 4, em lấy 45 là 1/3 cái kho đó đúng không nào, thì nó sẽ bằng 15 tấn này. Số gạo bán đi là như vậy, ở đây bán đi hồi nãy là gì? 72/5, nghĩa là ở đây chúng ta tính ở đây là bằng 37/5, nghĩa là bằng 7,4 tấn bán đi ạ. Đúng chưa? Nhập vào là 8 tấn thì tí nữa ấy luôn, cộng vô luôn. Như vậy ở đây chúng ta gọi vậy, số gạo còn lại
trong kho là như vậy. Ban đầu chúng ta tổng ta gạo chúng ta là 45 tấn này, chúng ta trừ đi cho số gạo ủng hộ lũ lụt này, đúng chưa, trừ đi số gạo đã bán này 7,4 này và cộng vào nhập vào 8 tấn nữa này thì sẽ bằng, thì này chúng ta tính ra nhẩm nhẩm thì chúng ta dùng máy tính ta tính ra, ta lấy 45 trừ 15 trừ 7,4 cộng cho 8 bằng, ta bấm chữ SD các em nha, ra phân số này ta bấm chữ SD này được là còn là 30,6 tấn nha, 30,6 tấn xong. Đó, cái phần trên đây thầy tóm tắt khi mà cứ có một cái bài mà giải mà bằng chữ em có lời giải, thầy thường là tóm tắt để em hiểu tại sao ra như vậy, sau đó thầy giải chi tiết ở dưới đây thì em xem là em sẽ trình bày từ cái bài giải này cái đoạn này nha, còn trên đây là tóm tắt đó. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em phần bài tập này. Đây, thầy sẽ quay trước để em tự giải trước đi nha. Tự giải trước rồi thầy sẽ quay cho các em sau. Bài số 3 này em. Bài 4, 5, 11 bài này. Ta mà giải được hết tất cả bài này thì nói chung là trình độ của ta cũng khá là ok đúng không? Chuyển qua phần sách bài tập nữa cái này xong chứ có đâu. Qua cái bài này thì chúng ta được học những gì ha, những gì thì đây thực hiện được cái tính cộng trừ nhân chia, vận dụng tính chất giải phép được các phép cộng trừ chia số tỷ ha. Rồi clip hôm nay tới đây kết thúc em nha, bye bye em, ok.